Nay mình đã đi thả siêu phẩm nhé, diều 1m4 cắp quang anh em ạ. Đây, đây có một con, đây có một con nữa. Đây là guồng của mình anh em nhé. Đấy, giờ tháo guồng này ra. Guồng này rất chi là tiện luôn. Tháo ra này, tháo cái này ra này. Có guồng tay anh em. Đấy, cái này rồi. Bây giờ mình đã mang là thả đây nha anh em nhé. Diều cắp quang luôn, vun cấp quang anh em nha. 1m4 nan thắng, cong rồi nó chỉ còn 1m3 đây anh em ạ. À, rất là bé luôn, dán thì đẹp căng đét luôn. Ôi căng anh em. Đấy, kỹ thuật của mình dán đây. Chào anh em, làm đẹp đẽ sạch sẽ nhá. Để bây giờ để bay ngoan. Ấy, cỡ nhau ra này nối vào để bay. Phải siêu siêu phẩm luôn. Xem nó có lên không anh em nhé. Con diều hàng mới cứng được cưng, chưa thả hôm nào. Mà đang tháo đây. Hoàn vào diều lên không? Rồi nha, cặp quang 3 ly anh em ạ. Diều 1m4 nhé, cặp quang siêu từ đó luôn. Hả? Đây, văn hoàn cầm dây anh em nhé. Cuộn dây rất là đẹp luôn. Thả, thả dây, dây này là 0.6 anh em. Còn diều đây, chuẩn bị bay anh em nhé. Chuẩn bị bay anh em nhé, xem mà lên cũng đang giữ nhiều anh em. Hả? Ôi dồi, lên rồi anh em ạ. Lên ngon luôn. Ái à, một phát vào đầu luôn anh em. Hoàn ấy lên dễ không? Lên rồi á? Ai à, xa, đánh sật cấp đấy. Đấy, vần hoàn nào anh em ạ. Được không anh em? Lên ngon đấy, chả 0.6 thì hơi lặng nhé. Nếu có 0.4 thì là đẹp anh em ạ. Ai à, đẹp không? Hoàn thấy đẹp không? Đẹp luôn anh em ạ. Một phát như dán trên trời các bạn nhỉ. Đây anh em ạ, hai bên cánh màu hồng giữa màu vàng chu chu lỗi luôn. Này, ở đâu vẫn có diều lên đâu đó không ạ? Anh em thấy thế nào? Đấy, quần này này. Quần này tao vừa quấn tay này, còn vừa quấn máy được anh em ạ. Đấy, hoàn thả cho anh em lên. Cho mút một mụt luôn. Con này à, thả thì tầm gió vừa vừa anh em nhé. Gió to quá thì to quá gọi không chịu được. Thì diều bé mà, diều bé chỉ đâm gió bé thôi anh em ạ. Chơi bền đến nút hỏng thôi anh em. Anh em chơi giữ được á. Đảm bảo với anh em chơi kể cả 5, 6 năm vẫn thoải mái, cũng no gì hỏng nhất anh em ạ.